Miền Tây chào bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, trong thời gian chờ đợi giăng lưới cho nên là mấy chị em của mình á đi xuống đây mò cá mới được. Đây nha. Đây có mấy con ốc nữa nè. Không hẳn. Cái hao trôi vậy kìa. Con mới chạy. Cái gì? Con mới chạy. Nó đang bự gì nó nữa. Hả? Con đi hang em đây ốc có trời luôn nha. Ốc luôn hả? Đây như là một cái ổ ốc vậy. Ốc bự da. Ôi ốc bự. Vậy ốc con bớt hả? Vậy quá trời luôn nè. Bắt luôn. Ê ê. Ê nhóc chưa mà lại ơi. Cái giờ cái mới bớt em bớt mới không cá chơi. Mới ừ mới chạy cái giờ vậy nè. Không có hang mà thấy cá chơi nó ở tạm không à. Đây, hai con luôn chạy luôn. Vậy là vòng vòng đây. Ây da, má chạy nó kìa. Ờ mấy gốc cây này nè, cá nó luôn. Chạy chứ. Vòng vòng đây phải có hang. Cá ơi chạy gì không có hang. Ây da, dính 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 cái đầu kiến. Không? Có dính con. Ờ, cái đầu kiến mini. Bắt trong hang hay vậy? Ờ. Ôi ơi, nhảy rồi, nhảy rồi, nhảy rồi. Nhảy rồi. Con. Chạy cái rồi. Ê ê ê ê ê ê ê. Gì vậy? Ơi con gì với vợ nè. Con gì? Dính nào, dính nào. Ôi, dính này, dính này. Ý. Wow. Ừ con cá rô phi. Đó dễ dàng không? Dễ 10 điểm. Cá rô phi. Đây đây. Đây. Nước cạn ở nhà nó đi nó ủi sình nhấp chân không? Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Ê. Đây 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 có miếng. Ăn nè. Sình clip. Mà bữa em mò cái hẻm mấy hang này nè. Cá dính nhầm chân. Giờ không thấy chưa? Xịn liếp chưa? Xịn liếp thôi. Ừ. Mà bữa em mỏ đây có cái bậc nè. Ừ, cái này nhóc chân nè. Cái này có bậc. Trong đây có hình. Mấy hàng như nó khô bắt lắm. Mấy hang mà bị cứ như hang bự mà để dưới nước á, ngập á. Khô bắt lắm. À, hang nhỏ mà mình còn dính được. Hang bự quá mình đọt tay vô cái nó chạy mất tiêu. Ê dính cá phi. Không. Ờ ở đây có hàng con có dấu vò con gì nè. Biết không biết không? Ồ. Cái đồ phi. Ơi ơi, hắn ơi, hắn ơi, nhìn hắn ơi. Cái hàng này bự quá hắn ơi. Rồi, ơi ơi,
luôn. Trời ơi. Rồi, tay chị hết. Đứng hè ra cho mình lượm đứng hè rồi. Hang hang này nãy mà gọi có ơi đây ơi nó chạy chân cái tay hay em luôn phải ơi. Nhưng không có tha, không có cái gỗ này mình còn có lại hơn á, có gỗ mất dở lên nữa cái bài á, cái đầu phì nó bài đó rồi. Đây cái đầu phì nhiều lắm nha, chứ giờ lấy lưới qua bạn. Ê, cô cua sai mini. Đây là cua hoàng đế quay. Thắng đi hết. Ơi ơi ơi, anh đứng lại thắng thôi. Đạp rồi, đạp rồi, đạp rồi, đạp rồi. Đạp rồi. Ê, chúng ta cứ ôi cái game nãy chưa hả? Game luôn á. Ê ê dính cá rồi. Chẹo theo luôn cái chơi. Chẹo tiếp rồi. Đúng là mò mấy hang cũ trước thiệt. Đúng không? Đây có hang nặng nguyên cái đụng đây luôn nè. Tại nãy cá nhỏ quá nó lòn. Hay quá. Đây đây hang đây nè. Cùng mất tiêu rồi. Ừ, nguyên cái đụm trứng luôn nè. Cô kiến hả? Trứng thả đi. Trứng nhét lại vô hả? Không có mẹ nó lạnh. Thả cho đẻ. Nó nở ra. Nó còn mắt nữa. Nở sợ nó. Đi chợ. Nguyên cục sịn. Sịn mà nó lạ lắm. Sịn nó lạ lắm. Sịn gì ngon à? Ôi ơi 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 mất tiêu rồi, cá mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, nhanh quá. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Dạ 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 dạ. Ê biết sao không, thắng nó đi trước mình á, cái cá nó nhủi xuống mấy cái dấu chân của thắng á. Dễ lắm. Chị tưởng nó cái gì. Đấy, đánh đánh tiêu rồi. Nha bò lại mấy cái hang im chứ cô. Nãy em chỉ nó nguyên con cá chơi bự luôn. Cá nghe nè, cá nghe. Không biết cái gì thôi. Bây giờ rồi. Dạ. Đâu phì hả? Đứng ra đâu phì nữa rồi. Ngon ngon. Chạy ngay tay em luôn. Dạ. Cá phì ngay cả nhà. Hên nhờ hên em dính cái tay bên đây kịp á. Không thôi là nó chạy cũng chạy mất tiêu rồi. Ở đây cá đâu phì nhiều quá. Nhất kẹn. Cá đâu phì nhiều. Đây dính luôn vậy. Cái này nó ngập rồi hả? Xui. Từ khi học rồi mà cá nó lội ra sao? Ê, dính cái kiến. Cái lưu kiến nữa. Hắn mọc gâu rồi. Lộn mọc gâu rồi. Mọc gâu. Biến. Ê nhỏ. Sao lần thắng không có gì mỏi nha. Phải đi trước thắng được. Đi trước đi. Ờ dưới giò nhóc khen hết trơn nè. Ờ có đồ phi nữa, từ từ dính đồ phi nữa hả? Ờ có đồ phi. Đồ phi phi.
mình đi cái cảm giác cái đạp cái giò hoài. Ê thôi vậy đó. Rồi. Ôi, kìa. Cái hoài vậy? Không kịp dở thao ra. Trời ổn quá. À. Chắc chắc vô. Đấy quá hả? Như nó cầm cái nó dãy cái á. Tay em nhịn có con tay một. Thà mà đem thao bự đỡ dướng díu hơn. Quay lại ủi vô hang. Tiếc quá à. Chảy sớm giờ hai ba con. Ừ. Điểm điểm nè. Điểm điểm. Ây da, đây cái bực chào bá luôn nè. Dính con nữa nha. Ừ, lấy lại đó. Con nhỏ. Làm sao mình phải có kinh nghiệm đem thau bự đi, khỏi đem gỗ. Đem gỗ cái mất đầu mình cầm cái vỏ, con tay cầm con cá cái dữ. Ổn ghê luôn. Tiếc hồi hồi. Không làm sao mà đem cái thùng. Hàng nè. Để ta. Cái mà anh chỉ quá đúng, không có gì hết trơn. Cái hàng cho mình hết chưa? Ê, nhìn cá phi nữa nha. Nhìn con nữa. Thấy con bắt lên hai ba con. Nó phi nữa hả? Dạ. Vì sao em không có gì đâu. Chị đi trước em, không có gì đâu. Cái này không có gì chúng ta. Rồi. Em cũng tưởng nó dính cái không. Cũng 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 cũng. Nó bắt cá đi vô rồi nhìn xịn đi nè. Cũng cũng cho thấy gì cho ta. Đi lên gai cá nó ủi vô. Đi. Ừ, ốc lên hết bự luôn. Sửa đèn thao à. Ê có quả. Gì mà. Ê giờ cái hang này nè. Thấy không? Không dụng đâu. Nè nè, hang này nè. Không có cá. Hang nằm sâu ở đây nè. Gì trời. Ờ, ốc quá trời luôn rồi. Ôi ơi. Nó thò bữa là con gì nó lội vô cái bụng. Ơi, ơi, trời ơi, đâu rồi, đâu rồi. Ơi. Đâu rồi hắn rồi. Cái gì? Kìa. Em biết đây có cái. Phỏng tay này ơi. Ừ. Nổi rồi. Con cá nó nằm ngồi đây nè. Tức quá. Rồi mất tiêu luôn rồi. Con mệt. Đây. Nó chứ không còn nạo giờ nó đó. Phải không? Nó. Ủa cái nào? Ôi bự quá rồi, ăn thôi. Ôi cả. Đây là con cá lông kiến đầu tiên của mình nha. Ngon. Vừa kẹp vừa cùng lúc. Nó nằm ở ngoài cái nhà mình đụng nó rồi. Xong rồi cái nó chạy vô. Comment chỉ cái hang đâu chờ. Ơ lên đâu ha, hết bực rồi nè. Nhớ bực có bực rồi nè. Ơi ơi ơi, hai bác con luôn quá trời đâu rồi hắn ơi. Hắn ơi, ơi ơi. Ơi. Mộng cái luôn rồi. Mộng. Đè nó đi, đè nó đi, đè nó đi.
Ừ. Con này có này cái gì vậy? Cái cây. Ê con nhái. Trời ơi con cá linh. Chưa còn mấy nữa thấy nhiều dữ hả? Có đâu còn là chỉ nhím lại. Rồi chị bên đây đem qua bển coi có hoang không? Có bật không? Ôi làm giật mình. Hết hồn con chim én nha. Ở đây nữa nè. Ôi nổi ơi nổi ơi. Ôi. Làm giật mình nha. Nó chạy không kịp chụp nữa chứ. Không có hàng chân, không quật luôn. Bỏ không có hàng. Ừ. Ê mình mà chịu đi lên chỗ lâu lắm mình chưa mò, chừng nó cá nhiều. Chỗ chảnh á. Chút xíu nó xảy cái kiến rồi. Khơi á. Dạ. Khơi á. Dạ. Sao? Sao? Gà nước mắt luôn nè. Cá đâu vậy à? Bắt chúng rồi bự lắm mà cầm dòi. Em cũng dính đựng cá đô kiến nè. Đau quá gãy xuống mũi. Chảy nước mũi luôn nè. Nữa phải đi làm mũi mới được. Bây giờ hên là mũi thiệt. Cái con cá bự lắm. Thiệt thề luôn. Thì nãy em thấy luôn mà. Ừ nó bay một cái đùng luôn. Nãy có quen chúng không? Không biết. Hay là nãy quen thắng hay gì á. Bây giờ có khi nào về ngày mai nó sưng chùm chàm á hay không? Con cá bự lắm. Nãy bắt cái chúng cái đuôi rồi mình đang mò. Em thấy luôn, nó bay ra một cái bụng. Đang mò mò đẩy nó lên bờ tại nó nằm ngoài hang á. Nó bay lên cái vụ. Mới đụng tới mình nó quất bóc luôn. Chứ ngàn cá này phải trả thù. Chạy rồi. Trời ơi. Đau quá. Ủa cái xài sẵn mặt mày luôn trời. Ê. Nó nhảy qua nữa đó hả? Tao đâu. Cái gì vậy? Tao. Không có. Cái gì vậy? Nó đang chạy rồi. Chạy rồi. Cái chuối đây nè. Phải không? Nằm mấy dũng sình đây nè. Đó có hàng hả? Cái gì vậy? Để coi gặp da men chị đúng không? Gì vậy? Không có gì chăng? Thử xem cái hang. Thôi sao chị đi gì nè, chị đạp hoài luôn á. Mình đỡ có hang kìa. Ở đây nè, sao ta bị lúng rồi. Cho nè, hai người. Đây nè, hang nè, dữ lắm luôn. Ừ. Dạ rồi, coi sĩ luôn. Căng bụng. Đây không có căng bụng, không thấy bụng. Mà thấy hang nhiều lắm. Cô mini nhất rồi. Nhất đâu rồi quá. thôi là không có làm là mũi, không có làm mũi giả. Thôi nó quất một cái nhảy xuống mũi luôn. Không thấy hang. Mấy mini này sâu nào mà có hang bự khắp. Chỗ này căng queo mà. Sâu đâu? Sâu. Chừng chỗ đó mới sâu. Lên đây nó sâu quêu. Bây giờ em tới đây cái anh ăn kêu ra đẳng rồi. Em đi đâu? Cái này xi măng như ấy như ta. Cái này cây hay cái gì đâu đâm đau quá. À. Cái đó lên vừa lạnh quá. Đau quá nhức đầu luôn á trời. Mỏi giờ chưa hắn? Ê một cái đồ phi nữa. Cái đồ phi nữa. Giờ có hang này không hả? Hang nó như mà gọi. Gọi chứ. Đi đâu chị học thử đi. Đi học cũng được. Ê con cá đâu á. Dạ rồi. Dính trưởng rồi. Dạ. Có cá nữa rồi. Dính cá kiến. Cá kiến rồi. Mà nó say. Say mờ. Mờ. Cái vừa gì dạ. Này là sai mờ. Đúng là mắt cá này con cá khác. Ừ.
hang này phải có sáng mới được. Thôi lạnh quá, lên chị Nguyệt ơi. Lạnh quá. Trời ốc không mà ơi. Mà cũng hết hang cũng lạnh nữa. Hết hang ở đây sâu lắm. Nó sâu quá, đâu mình lên quay. Đi lên nè. Kiếm chỗ nào lên mới được. Này bán cá không? Dạ bán cá không dạ. Ai mua cá dạ bán cá gì? Lộn, ai mua cá không? 5.000 ký nha. Cá thì kết thúc video đi. Thường thường người ta đổi đầu gì nè. Ta ai mua cá không? Đây kìa. Nghe nón kìa. U ha, lấy nón ra. Rồi, mấy chị em á đi mò cá còn bị cá tấn công nữa cả nhà. Ở văn nè. Mấy cá rô phi này về nấu canh chua hoặc muối chiên ăn nhất nách luôn. Mấy cá rô kiếm này về à, lục xả. Cá của mình là bự nhất. Được 2, 4, 6, 8 con cá rô phi. 8 con cá rô phi với 5 con cá rô kiếm. Một mớ ốc nữa. Ốc này về lục xả. Hôm nay đi vô mánh cả nhà cá quá trời luôn. Nhưng mà bị cá tấn công nữa, sưng sưng hết bên lỗ mũi rồi nè. Bây giờ nó sưng dù dù đây rồi. Thôi mấy cha mình đi về. Thì bây giờ tới đây thì hai cha mình xin khép lại nha. Xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Cả nhà thấy video hay cho Thu Nguyệt xin lượt một lượt like, một lượt đăng ký để mấy cha mình có động lực ra nhiều clip hay hơn. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị bạn nước sau nha. Xin chào.